Xin kính chào quý vị khách hàng. Mùa hè rực lửa du lịch Thả Cửa là chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm dành cho tất cả các khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy Pico từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 6 năm 2015. Với giải thưởng là 100 chuyến du lịch Thái Lan, chúng tôi sẽ công bố một khách hàng may mắn vào các ngày trong tuần và hai khách hàng may mắn vào hai ngày cuối tuần dựa trên mã số dự thưởng khi quý khách mua mỗi 1 triệu đồng tại hệ thống siêu thị điện máy Pico. Và ngay sau đây, tôi xin bắt đầu phiên quay thưởng ngày 1 tháng 6. Theo hệ thống của Pico ghi nhận, có 73.808 mã số dự thưởng đủ điều kiện tham gia vào phiên quay thưởng ngày hôm nay. Ngay sau đây, phiên quay thưởng xin được bắt đầu. Trong thời gian này, quý khách có thể truy cập vào website muahedicluoc.pico.vn để tra cứu mã số dự thưởng của mình bằng cách sử dụng số điện thoại di động đã đăng ký khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy Pico. Và cũng tại website này, quý khách có thể xem lại các video clip đã quay thưởng trong các phiên quay thưởng trước. Vâng, xin chúc mừng khách hàng đã trúng thưởng. Trong ngày hôm nay có mã số trúng thưởng là 386401859370517, khách hàng Nguyễn Mạnh Tú, có số hóa đơn là 1859370NT, ngày xuất kho 27 tháng 5 năm 2015, địa chỉ số nhà 14D, ngõ 4, Yên Phúc, Phúc La. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Mạnh Tú và xin hẹn gặp lại quý khách trong những phiên quay thưởng tiếp theo.